Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thư viện Pháp luật. Sau đây sẽ là những nội dung chính của bản tin hôm nay. Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 cho nhiều đối tượng. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn lệ phí cấp giấy đăng kiểm 4 tháng cuối năm. Bộ Y tế hướng dẫn cách sông chanh sẻ để phòng Covid-19. Bộ Công an thí điểm cấp QR code cho xe vận tải hàng hóa thay Bộ Giao thông Vận tải. Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 cho nhiều đối tượng. Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành quyết định số 27 năm 2021 về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đối tượng được giảm là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp, theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Những đối tượng này sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021. Việc giảm tiền thuê đất sẽ không thực hiện trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp nếu có. Đây là chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm san sẻ khó khăn với doanh nghiệp trước tác động của đại dịch COVID-19, giúp các tổ chức cá nhân có thêm nguồn lực để đầu tư, tái hoạt động sản xuất. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn lệ phí cấp giấy đăng kiểm 4 tháng cuối năm. Để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, căn cứ quy định tại luật phí và lệ phí, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới trong 4 tháng cuối năm 2021 về mức 0 đồng. Dựa vào diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Bộ Tài chính chủ động xem xét việc kéo dài thời gian hiệu lực của Thông tư số 47 năm 2021 về việc giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với kiến nghị của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc không giảm giá dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, do hiện nay các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc đang gặp nhiều khó khăn, số lượng phương tiện kiểm định ít, doanh thu thấp, hầu hết các đơn vị đều đang bị thua lỗ do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, mức giá đăng kiểm ban hành từ năm 2013 nên mức giá dịch vụ đăng kiểm đang thấp hơn chi phí thực tế. Bộ Y tế hướng dẫn cách sông chanh sẻ để phòng COVID-19. Vừa qua, Bộ Y tế ban hành quyết định 4539 hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó hướng dẫn việc sông phòng ở, nơi làm việc bằng các nguyên liệu như hoắc hương, sẻ, chanh, bạc hà, tinh dầu sẻ, chanh, v.v. theo hai phương pháp là nấu trực tiếp nguyên liệu để tinh dầu sau khi nấu khuếch tán xung quanh phòng, hoặc hòa tan tinh dầu bán sẵn với ethanol rồi phun quanh phòng theo liều lượng được chỉ định. Bộ Y tế cũng đặc biệt lưu ý là người dân không được xông trực tiếp tinh dầu sẻ, chanh, bạc hà, v.v. vào người, và không xông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử co giật do sốt cao, động kinh, người có dị ứng với tinh dầu. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, trên mạng tràn lan những bài hướng dẫn cách xông tinh dầu, xông thảo dược mà không rõ nguồn gốc cũng như cơ sở khoa học. Nhiều người dân với tâm lý có bệnh thì vái tứ phương nên cứ thấy ai chỉ gì thì cũng làm theo, mặc dù đến nay cơ quan chuyên môn mới đưa ra khuyến cáo chính thức nhưng muộn còn hơn không. Mong rằng người dân sẽ xông đúng cách hơn để an toàn cho sức khỏe của chính mình và người thân. Bộ Công an thí điểm cấp QR code cho xe vận tải hàng hóa thay Bộ Giao thông Vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân và Sở Giao thông Vận tải các địa phương đề nghị triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát xe vận tải hàng hóa bằng QR code của Bộ Công an thay cho QR code ngành giao thông vận tải từ 18 giờ ngày 24 tháng 9. Theo đó, việc này nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ thống nhất sử dụng một phần mềm phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian triển khai thử nghiệm, đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hàng hóa thực hiện kê khai thông tin trên phần mềm của Bộ Công an tại địa chỉ sức khỏe.dancuquocgia.gov.vn hoặc trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ vận tải.ggvn.gov.vn. Lưu ý là hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa theo hướng dẫn tại quyết định 1570 ngày 24 tháng 8 của Bộ Giao thông Vận tải, không áp dụng với xe ô tô chở người. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý mà Thư viện Pháp luật đã tổng hợp được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.